chào mừng mọi người đã quay trở lại với Channel. Và đây là đeo tai nghe hát nhạc chị đẹp đạp gió rẻ song. Cái này chắc sóng thần quá. Thì nói chung là có thể là cái tuổi đời và cái tuổi nghề thì mình không bằng các chị trước đây. Nhưng mà tất nhiên là về cái mặt mà gọi là tìm hiểu về chương trình thì mình xin phép nói là thượng thừa. Show ở Việt Nam mình chỉ có một số nhưng mà mình đã coi 6 số bên Trung rồi. Nên là mình tự tin là chắc chắn là mình rất là phù hợp cho chương trình ngày hôm nay. Là một trong những nhân tố của chương trình Chị Đẹp X Channel. Và tôi là người có thâm niên trong cái lĩnh vực quay lại với người yêu cũ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với X Channel. Và đây là đeo tai nghe và hát. Và đây là đeo tai nghe và hát. Đeo tai nghe và hát thì tất nhiên không thể thiếu tai nghe. Và hôm nay tụi mình sẽ dùng JBL Twin Beam này. Em này thì có thiết kế nhỏ gọn này, êm tai này và phù hợp với lại nhiều khuôn tai. Và em này được trang bị công nghệ chống ồn chủ động ANC giúp giảm tiếng ồn một cách hiệu quả. Em tai nghe này thì có thời lượng pin khủng, hoạt động lên đến 12 giờ và 36 giờ kèm hộp sạc. Cho nên là nghe cả buổi nhưng mà vẫn không lo bị hết pin. Và mọi người có thể đặt trước em tai nghe này ở Sephonet chỉ với 2.490.000. Và đặc biệt khi mua cái em tai nghe này, mấy bạn sẽ được tặng thêm một cái túi đeo chéo JBL trị giá tới 500.000 nè, check ngay dưới comment nha. Và bây giờ bắt đầu thôi. Cần còn bao nhiêu thời gian để cho mầm xanh nở hoa? Còn bao nhiêu thời gian rồi hoa lại hoa phải tàn. Cuộc đời như là mơ mà ta vun vén suốt những 10 năm. Có những giấc mộng đêm thắp sáng cõi trời thêm. Và vùng trời hôm mưa rơi giông bão ngang qua người chẳng thấy ta. Đoạn này hát sao? Rồi lật vào mịt mù mây đen tim hoài mà không thấy lối ra. Hoa, bàn tay ấm áp ôm hạt mầm ngây ngần, vừa sống khi thủy chiều xô ánh trăng. Theo nơi có nắng, vẫn mang niềm tin nơi cả em. Hãy bước về phía con bình minh đầy nắng. Giờ là lúc bao yêu thương thanh thang nở hoa dưới chân cát trắng. Lấp lánh này vẫn cứ dàn dương được san. Bằng tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi, đến đây ngồi hát cho đời. Hãy bước về phía có bình minh đầy nắng. Người nào có ai ta lên đây lâu nay thì mong về phút đây. Ánh mắt người thứ giúp đời tôi tìm kiếm. Bằng tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi, đến đây ngồi hát cho đời. Này là ở nhà phải hát theo mấy chị nhiều lắm mới hát được vậy á. Đặc biệt khúc chị Bảo Anh nha. Trời, cái lúc có chị Bảo Anh như đánh giặc vậy á, trời ơi, sợ quá. Vậy ở đây để muôn lời ca cất lên. Dù qua bao buồn vui mà giai điệu vẫn êm đềm. Cuộc đời tôi là nốt nhạc trong bài ca cứ thế nhức nhối từng đêm. Luôn hiên ngang kỳ diệu, vẫn cứ thế phiêu diêu cho thế gian biết yêu. Một ngày nhìn mùa xuân qua đi, mùa xuân qua đi làm ai cứ ngẩn ngơ. Để mùa hạ về đây cho hoa rực lên màu phàm của những giấc mơ. Là khi những trái tim còn nhiều mê say, hãy cứ mỉm cười hạnh phúc sẽ đầy. Bao lâu vẫn hay nắng lên ngày mai thức dậy. Hãy bước về phía con bình minh đầy nắng. Giờ là lúc bao nhiêu yêu thương thanh thang nở hoa trên cát trắng. Lấp lánh ngày vẫn cứ dàn đơn giờ sáng. Bằng tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi, đến đây ngồi hát cho đời. Hãy bước về phía có bình minh đầy nắng. Giờ là có ai lên đến lâu nay chỉ mong giây phút đây. Ánh mắt người thứ suốt đời tôi tìm kiếm. Bằng tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi,
đêm đây ngồi hát cho đời. Sinh ra là đứa con của gió, vừa rồi kém một sóng qua nhà biển khơi bay đó đây. Vừa tới từng cuộc đời không vui vinh vọng giờ mầm rẫn. Mệt quá không hát được. Một lần nữa thế gia tỏa hương bát ngát, để niềm tin không phụ vợ, một sao rực rỡ luôn mà vợ cái chanh. Gần nhìn thấy chút nắng, tôi tô màu thêm một chút lấp lánh. Ai kia có mang chút trắng thì cũng đừng còn đó và tình thương. Lên lây hết thuộc rồi, thuộc mãi lát học thôi. Gió lên rồi, sóng lên rồi. Ngheo ngao ngồi hát cho đời. Gió lên rồi, sóng lên rồi. Đạp gió xong cái trúng gió luôn, trời ơi sợ quá. Cái bài gì mà nó vừa cao mà nó vừa nhanh nữa. Tất cả cần sự tập luyện đó. Nói chung là trong bài này thì giọng của mỗi chị mỗi vẻ. Để theo được những cái nốt cao, những cái fast flow này thì rất cần sự tập luyện. Nếu mà mọi người xem được đến cái đoạn mình cảm ơn này thì thật sự là đã cảm ơn mọi người vì đã ở đây để đầy đọa bản thân mình. Rồi bye bye mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút cùng với các chị đẹp S Channel đạp gió rẻ sống vui vẻ nha. Rồi mọi người thấy chị đẹp nào hả? Ok, nhớ thì hãy comment cho tụi mình biết với nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho S Channel.